Em nút luôn hy vọng tách vào trong cái đấy cho chị. Cuộc họp này sẽ cung cấp thông tin kịp thời đến tất cả các anh chị em phóng viên. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời thứ trưởng và cá nhân chủ trì. Xin trân trọng. Thưa các anh em phóng viên báo chí, thì như vì mỗi lý do đấy, thì mấy ngày qua đi hiện trường Hải Loan. Thưa các anh em phóng viên báo chí, thì hôm nay tôi xin thay mặt cho Bộ Tài nguyên Môi trường xin thông báo kết quả cuộc họp chiều hôm nay. Cuộc họp chiều hôm nay là cũng là cái lao động rất là nhiệt tình của nhiều nhà khoa học, cơ quan khoa học trong những ngày qua. Và chiều hôm nay thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Trương Hòa Bình, thì Bộ tổ chức cái cuộc họp và có một số sơ bộ nhận định xin thông báo với các anh em báo chí. Thưa các đồng chí, thì hiện tượng cá chết hàng loạt trên cái diện rộng trong những ngày qua là khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm và có khả năng gây nên những yếu tố an ninh trật tự, và nhân dân thì rất là lo lắng, hoang mang trong cái sản xuất và đời sống của mình. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đề nghị các cơ quan báo chí trong cái tình cảnh như thế này cần phải hết sức bình tĩnh, khách quan, khoa học và có trách nhiệm để đồng hành với các cơ quan quản lý nhà nước để tìm ra các nguyên nhân, những biện pháp để xử lý cái hiện tượng này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng, Bộ Tài nguyên Môi trường chiều hôm nay đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành và lãnh đạo của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã tiến hành điều tra, đánh giá và xác định các nguyên nhân cá chết để có biện pháp xử lý sớm, ổn định đời sống cho nhân dân. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác làm việc tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã cho khảo sát ở nhiều tỉnh và đến làm việc tại Hà Tĩnh với 4 tỉnh nêu trên. Đây là vấn đề rất phức tạp, đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, đòi hỏi phải có thời gian để xác định nguyên nhân một cách khoa học và chính xác. Có những trường hợp, nhiều nước phải mất nhiều năm để tìm ra nguyên nhân tương tự vừa mới xảy ra. Mặc dù người dân và cả xã hội hết sức quan tâm vấn đề này, nhưng đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cũng phải sớm nghiên cứu và xác định cho được nguyên nhân. Đây là một đòi hỏi rất là chính đáng và các cơ quan quản lý nhà nước đã vào cuộc. Tuy nhiên, để xác định được cái nguyên nhân thì cần thiết phải nghiên cứu một cách hệ thống, có phương pháp luận, các phương pháp cụ thể, tiến hành một cách bài bản bởi các nhà khoa học và các cách phòng thí nghiệm phân tích một cách có cơ sở khoa học để xác định đúng cái luận cứ khoa học của vấn đề. Hôm nay, Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các bộ ngành có liên quan và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, các cơ quan khoa học trong và ngoài nước. Ngoài nước có giáo sư tiến sĩ Yasuo Kukuo ở Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản tham gia cái buổi làm việc hôm nay. Và các nhà quản lý, các nhà khoa học đã thảo luận về các kết quả nghiên cứu điều tra trong những ngày qua. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa các nhà khoa học đầu đàn, các cơ quan quản lý ở Trung ương và 4 địa phương
tham gia. Các cơ quan nhà khoa học đã báo cáo các kết quả nghiên cứu bước đầu và có nhiều ý kiến rất là xác đáng. Qua nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ, ý kiến của các đại địa phương, các nhà khoa học và sau thảo luận đã loại trừ các nguyên nhân có thể xác định được đã có thể gây ra, thì các nhà khoa học, các cơ quan quản lý thống nhất nhận định sơ bộ như sau. Một là có hai nhóm nguyên nhân chính có thể gây ra hiện tượng cá chết thảm lọt. Thứ nhất, do tác động của các độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển. Thứ hai, do hiện tượng dị thường của thiên nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà nhiều nước trên thế giới thường gọi là hiện tượng thủy triều đỏ. Thứ hai, đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra thu thập chứng cứ chưa có bằng chứng để kết luận về mối liên hệ liên quan của Formosa và các nhà máy cung ứng đến vấn đề cá chết thảm lọt. Qua số liệu quan trắc và đánh giá của các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các cơ quan môi trường thì chưa phát hiện các thông số môi trường mà vượt quy chuẩn quy định. Để xác định rõ các nguyên nhân cụ thể về hiện tượng cá chết hàng loạt và có các giải pháp ứng phó về lâu dài với các thảm họa tương tự thì cần tổ chức nghiên cứu tập trung vào hai nhóm nguyên nhân nói đây, và đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ sẽ chủ trì huy động và điều phối các cơ quan nghiên cứu vào để thực hiện các nghiên cứu nơi đây. Nếu cần thiết sẽ huy động các tổ chức khoa học quốc tế để kiểm chứng các kết quả nghiên cứu sau đấy. Trong thời gian sớm nhất có thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cung cấp các kết quả phân tích về các độc tố và sẽ đưa ra những lời khuyến cáo về việc tiếp tục hoạt động đánh bắt, nuôi trồng và tiêu thụ hải sản. Cuộc họp cũng thống nhất đề nghị các địa phương tổ chức quan trắc chất lượng nước biển ven bờ và có cái khuyến cáo cụ thể đối với hoạt động du lịch cũng như tắm biển trên cái địa bàn cụ thể của mỗi tỉnh. Và xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác đầy trách nhiệm của các cơ quan báo chí. Xin cảm ơn. Cầm lấy.